Đây là Zora vừa mới nhập ở Đức về Việt Nam ngày hôm qua, ngày 31 tháng 3. Thì có rất nhiều người sẽ muốn hỏi là nhập một con chó ở Đức về, thì một con chó Rottweiler ở Đức về thì nó có tốn nhiều tiền lắm hay không, nó hết bao nhiêu tiền. Thì ở cái video này mình sẽ chia sẻ với mọi người. Ở đây ấy, là nhà mình là có, hôm nay là mình quay hai con, một là con Zora là nhập hôm qua và hai là con Pila. Nó nhập về Việt Nam 10 năm trước. Pila ngồi lại, ngồi lên, ngồi lên để nhìn được ở trong video đó. Hai con này thì cùng ở trại Kumasi của Đức, và cái về cái giấy tờ của nó thì nó đều giống nhau, nó đều có một cái quyển sổ như thế này. Ở trong thông tin như video trước mình đã chia sẻ đấy, nó sẽ có các cái thông tin, các cái giấy tờ liên quan là giấy khai sinh này đó. Thì đây là có cái trại Kumasi, thì nó mỗi một con chó nó sẽ có một cái tờ khai sinh như thế này. Lần này thì mình nhập về hai con, nhưng mà đấy, để mình chia sẻ về cái giá nhập của con chó ở trong cái video này, chia sẻ cho mọi người là thực tế nhá, chứ không có không còn những cái người mà chém gió thì mình không nói. Đấy, đầu tiên là nếu mà nhập một con chó con, giả sử như con Zora này, gọi là Zona đi cho nó dễ, tên của nó là Zora nhưng mình gọi là Zona. Giả sử như Zona nhập con chó con, khi mình mua nó là một con chó con, và mình dự tính là nhập về nó từ lúc nó 4 tháng nó sẽ bay, thì cái giá mình mua nó là 3.000, 3.000 ơ, chưa kể các cái chi phí về vận chuyển này kia, kiểm dịch vận chuyển. Đấy là cái giá của nó với một con chó con mà gọi là 4 tháng tuổi là nó được phép bay. Tức là con chó con 4 tháng thì là 3.000 ơ, 3.000 ơ nhân với giá 27, 81 triệu là cái tiền bỏ chó, cộng cái tiền vận chuyển nữa, tiền vận chuyển này kia nữa. Thì nó thường thường con chó con, cái tiền vận chuyển của nó, nếu không phải cái đợt dịch như này nhá, nhưng nếu nói ở đợt dịch như này đi, thì cái tiền vận chuyển của con chó con nó rơi vào khoảng tầm 1.500 đến 2.000 ơ, 1.500 đến 2.000 ơ. Thì coi như là giá con chó là 3.000 này, cộng với lại cứ mình cứ tính là rẻ rẻ một chút, là chuyển hết đợt này hết khoảng 1.500 đi, con chó con này thì là 4.500, 4.500 là mà nó nhân với giá 27, thì coi như mình lấy 4.000 mình nhân với giá 30 đi, 4 43 12 120 triệu, nó rơi vào khoảng 120 mấy triệu nếu mà một con chó con 4 tháng nhé. Ở cái thời điểm hiện tại bây giờ đấy là con chó cái. Còn con chó đực ấy, thì thường là những con chó đực mà khá khá một chút, giả sử như là con đực ở dưới kia mình mua từ lúc con nó còn con chó con, nó là 4.000, 4.000 ơ một con chó con, và cũng cộng thêm những phí vận chuyển. Nếu mà chúng ta mua chó con ở thời điểm hiện tại bây giờ thì phí vận chuyển nó mất khoảng tầm 1.500, 1.500 có thể đến 2.000. Còn với hai con này của mình thì phí vận chuyển nó cao hơn bởi vì nó lớn rồi. Còn với hai con này của mình ấy, thì cái giá mà mua ấy, thì nó rất là khó nhá. Đấy là mình đang nói là cái câu chuyện nếu mà thuận lợi, giả sử mọi người mua ngay bây giờ thì mua một con chó con 4 tháng, 4 tháng nó mới được bay, tức là mua một con chó con đi, thì giá nó khoảng tầm đấy, nó khoảng tầm từ 100, tính ra nó về Việt Nam nó khoảng 120 triệu trên nó khoảng tầm 150 triệu, tùy con được con cái, tùy con chó như nào. Còn bản thân với thực tế hai con chó này của mình ấy, thì mình mua nó từ lúc nó 4 tháng, tức là từ lúc cho con, nhưng mà vì dịch, vì Covid rồi sau đấy rồi lại chiến tranh lằng nhằng này kia thì không chuyển về ngay được, và mình phải gửi lại nhờ người ta nuôi hộ ấy. Thì khi nhờ người ta nuôi hộ là người ta tính giá là một con chó con là người ta sẽ tính là 450 ơ một tháng mọi người nhá, 450 ơ đấy là cái giá thực tế đó. 450 ơ một tháng thì nó tương đương với tiền Việt Nam mình, nó tương đương với khoảng tầm 12 triệu, 12 13 triệu gì đó một tháng. Thì như Zona này, gọi là Zona đi, thì bây giờ nó là 13 tháng, tức là gì, tức là Zona này là mình mua là coi như là 4 tháng, bây giờ là 13 tháng là cộng thêm thì 9 tháng nuôi, mọi người nhân lên 9 tháng mà nhân với lại coi như là tính là 12 triệu đi, hơn 12 triệu đấy, nhưng tính 12 triệu đi thì 12 triệu nhân với 9, 9 2 18 91 là 9, coi như 110 triệu tiền nuôi, cộng thêm 110 triệu cộng với lại cái gốc ban đầu của nó nữa là 3.000 nữa là 80 triệu nữa đi, là 190 triệu, 190 triệu
cộng với lại cái tiền phí, cái tiền phí bay của nó. Bọn này của mình là lần này là phí bay của nó cao, phí bay của nó là hai con là hết hơn 5.000 hơn 5.000 euro, tức là hai con là hết hơn 5.000 thì có mình cứ coi như là 5.000 đi, thì 5, 3, 15 một khoảng 140, 150 triệu chia đôi ra mỗi con mất khoảng tầm 70 triệu tiền bay về Việt Nam. Thì đó thì mọi người có thể tính được ra cái giá nhập của con chó khoảng khoảng 550, 570. Lắt nhắt cộng thêm này kia ở cái về cái vận chuyển nó về sau, người ta tính bán chó thì mình là người ta không có cộng cái vận chuyển vào, vận chuyển là mình trả cho bên vận chuyển, thì cái vận chuyển về sau đấy là nó phát sinh thêm rồi ở đầu này kiểm dịch mất thêm một ít nữa, nhưng mà mình cứ coi như nó là 5.000 thôi đó. Thì mọi người có thể áng chừng được là nếu mà một cái con chó, cái của mọi người quan tâm là nhập một con chó con về thì giá nó sẽ rơi vào khoảng tầm 120 đến 150 triệu một con chó con ở thời điểm hiện tại bây giờ. Nếu không phải trong đợt dịch ấy, thì nó có thể nó sẽ rẻ hơn một chút, có thể là nó sẽ rơi khoảng từ 100 đến khoảng tầm cũng khoảng một tầm 150 triệu, bởi vì tùy cái con chó nhé. Có con thì là 3.000, có con 2.500, có con 3.000, có con 4.000, có con 5.000 một con chó con. 5.000 ơ là toàn cái tiền chó không, mà nó đã gần 150 triệu cộng tiền bay đó. Đấy là cái của con chó con. Còn với hai con này của mình thì nó rất là khó tính, bởi vì là mình mua nó từ lúc nhỏ, và vì không bay được cho nên là cái trại người ta nuôi hộ mình ấy, là thực ra mà nói là người ta đã có những cái sự hỗ trợ này kia về cái mặt chi phí, về mặt này kia, bởi vì nó là cái tình huống bất khả kháng. Thì cái giá mà về đến Việt Nam của hai con này nó rơi vào khoảng tầm 550, tức là gần 300 một con. Là đấy là thì được cái con chó trai như thế này, một con là 13 tháng và một con là 8 tháng. Thì đấy là trong cái tình huống này nó hơi khác một chút, tức là mình mua nó từ lúc chó nhỏ, lớn lên ấy nó có thể là nó không được như ý thì nó vẫn là con chó của mình. Nếu mà ấy, mà mọi người mà muốn mua một con chó trai như này thì mọi người sẽ phải chấp nhận là cái giá nó sẽ cao hơn cái giá mình mua. Mọi người sẽ phải chấp nhận nhé. Kể cả mình mua cũng thế, nếu không phải mình mua cái con chó nó từ lúc còn nhỏ và mình nhờ họ nuôi lại, mà mình chờ cho con chó nó trai, lúc nào người ta có con chó trai mà mình mua thì giá nó sẽ cao hơn là mình mua từ nhỏ và mình gửi lại chắc chắn. Đây này, với cùng một con chó tốt, bởi vì là khi mà mua như thế thì nó không bị cái rủi ro là con chó nó lớn lên mà nó có phát sinh cái gì đấy nó không được như ý. Tức là chúng ta phải chấp nhận cái chi phí cho cái việc mà giảm cái rủi ro đó. Vì chúng ta nuôi mua từ còn nhỏ vào xuống thì có thể là lớn lên con chó nó không được như ý. Nhưng mà nếu mà chúng ta mua con chó trai ấy, thì là con chó nó phải ưng ý chúng ta để cho mình mua, thì chúng ta phải chấp nhận là cái giá nó sẽ cao hơn là khi chúng ta mua còn nhỏ. Thường thường ấy, nếu mà chúng ta nhập ở những cái trại của Đức như kiểu trại Pumasi này, thì cái giá của con chó nhập nếu mà con chó trai kiểu như là Zaro này nhá, nếu mà một con chó cái mình như thế này mà nhập, tức là mọi thứ nó chọn này, đây là mọi người cho mọi người xem cái răng của nó này, à, nhá, răng nhá. Còn cái người của nó thì là ok rồi, cái răng của nó là răng 10 điểm. Còn cái người của nó thì ok, màu mặt tất cả các thứ ok. Nếu mọi người mà nhập ngay, tức là mọi người nhìn thấy họ có con này và mọi người muốn mua, mọi người muốn nhập, thì với một con 12, 13 tháng như này thì mọi người xác định với một con chó cái tốt 12, 13 tháng thì mọi người phải bỏ ra xác định là khoảng tầm từ 13 cho đến 16.000 thì mọi người mới mua được một con chưa tính vận chuyển nhé. Vận chuyển như đợt này thì với con chó to này nó cộng thêm 2.500 đó, 2.500 còn chưa đủ đâu, nhưng mình cứ quay như 2.500 thì nó khoảng rơi khoảng 2.700. Thì với một cái con ở thời điểm hiện tại bây giờ, chứ còn nếu mà vận chuyển mà nó không liên quan gì đến dịch như lúc trước dịch ấy, thì vận chuyển một con chó to này nó chỉ hết khoảng tầm 1.200 thôi. Tức là bây giờ nó đắt lên gấp đôi, hơn gấp đôi một chút. Bây giờ cứ tính là 2.500 đi. Thì với một con như thế này, nếu mà với con Zora này, nếu mà nhập thẳng ra, không phải mình mua từ bé nhé, mà nhập thẳng ra nó to như thế này mình mới mua, thì phải xác định là dù là mình có quen biết trước đây mình có đang nuôi con Pila này rồi, mình đã trại rồi, thế này thế kia, người ta ưng ý như này, cái chăm sóc cái con chó của trại nhà mình, người ta bán, người ta gọi là cái mức giá, gọi là mức giá người quen,
thì một con chó cái như này thì nó cũng phải xác định nó phải rơi vào khoảng tầm nhẹ, mình nghĩ là nó nhẹ nhất nó phải 13.000. Còn bình thường mà mọi người mà không có quen gì mà mọi người hỏi mọi người muốn mua có thể nó sẽ rơi vào 15, 16, 17.000. Nhưng với mình giả sử như là như mình ấy, trường hợp của mình ấy, thì nếu mà người ta bán thì mình muốn con trưởng thành như này thì nó cũng phải rơi vào khoảng tầm 13.000 là giá mềm nhất. Và nếu mà mình mà mua một con cho ai như này là giá đấy mình cũng thấy là nó hợp lý, 13, 14.000. Thì nếu mà 13.000 mà mọi người cộng chuyển nữa là 15.000 thì 15.000 thì cái giá của một cái con như này mua được cái giá gọi là giá người quen nhé, thì 15.000 đô thì mọi người nhân ra 27 mà mọi người tính là 30 đi cho nó tròn rồi mình trừ đi thì 30 với lại 15.000 nó là ra 450 triệu, mọi người trừ đi nó khoảng tầm xích 400 triệu một con chó cá đó. Như con Zora này nếu mà mua thẳng ra thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 400 triệu 300 mấy 400 triệu là với cái giá người quen gọi là quen biết này kia thì sẽ được một con như thế này nếu mọi người nhập một con chó to. Cho nên là như mình ấy thì mình lựa chọn, tại sao mình lại chọn mình nhập cái con chó con là bởi vì những cái trại lớn bản thân mình là có kinh nghiệm rồi nhá, để mình nhìn con chó rồi, nhưng mà những cái trại lớn như là cái trại mà mình nhập này của Đức này thì người ta nói một là một, hai là hai. Nếu mình đã làm một cái trại chó và mình bảo là tôi nuôi một con, mua một con về chọn cho tao một con để nó có thể làm con chó giống được, tiền nong mày bán cho người ta bao nhiêu mày bán người ta tới đấy, người ta không mặc cả thì người ta sẽ chọn cho mình một cái con chó là con chó giống đó. Giả sử như con Zora này thì khi mình mua nó từ bé nhưng lớn lên nó hoàn hảo luôn, mọi người có thể nhìn thấy nó hoàn hảo luôn, nó có tất cả mọi thứ kể cả con đực. Con đực thì nó còn đang non hơn, con đực thì nó đắt hơn nhé.